chị cô chú, tối ngày hôm nay Bảo lại lên sản phẩm máy mài Makuta chỉnh tóc tay dài nha. Đã lâu quá rồi chưa có chương trình tốt. Bây giờ Bảo thấy là công ty nào cũng đồng loạt giảm giá trong năm khó khăn này, mà chờ anh Makuta này giảm giá lâu quá trời. Hôm nay có giá giảm rồi, 650.000 một máy mài chỉnh tóc Makuta này, giờ còn có 590.000 là mình đã thấy giá tốt rồi nha. Chưa hết đâu, Bảo nhập Makita lười với lại máy á, số lượng quá trời nhiều. Công ty Makita này có tặng cho Bảo những lười cắt gạch xịn chính hãng Makita như này. Rồi Bảo dư mà, Bảo tặng cho anh chị luôn 590.000. Mình sẽ có quà khủng nha, lười cắt gù Makita một tắc. Chưa hết, lười cắt gạch Makita hàng xịn, đây hai màu nha. Lười này cắt thì cực kỳ phê luôn, đó xài bền. Tùy mình chọn một trong hai màu, màu vàng này, hoặc là mình mua màu xám. Lười này, đó những lười này á, mua không hề rẻ nha, cứ là 80.000 một lười đấy anh chị ạ. Đó tặng lười gỗ một cái nè, lười gạch tùy chọn màu. Thôi Bảo gửi ngẫu nhiên đi, bốc cái nào lấy cái đấy cho nó khỏe cả nhầm. Tiếp tục quà thứ ba, một đá mài Tiger và thêm 5 lười cắt sắt một tấc. Hàng nhà Bảo á, quà tặng này là đều xài chất lượng đảm bảo nha, chứ không phải tặng quà bèo bọt về xài không được đâu. Rồi mẫu Makuta này có gì mà trước giờ chưa có chương trình? Thứ nhất, nói về độ trâu bò nha. Cây này á, anh chị mình cắt nhiều này, mai nhiều, tì ép thoải mái luôn, nó trâu dữ lắm. Bảo làm rất nhiều video cho mẫu này rồi. Rồi màu xám là bạn mắc tiền hơn màu đỏ. Rồi mình sẽ vào mã máy nha. Model máy là AG016LV, tay dài này. Đó, mình nhìn quả công tắc trà bã lửa 5 phân như thế này. Tiếp tục điều tốc 6 số này, nhẹ nhàng này, lướt qua lướt về êm ru. Dây đai có logo Makuta, đặc biệt hàng chính hãng Makuta là thương hiệu dập nổi trên thân máy, không bao giờ giãn cả. Rồi mình sẽ quay qua về chất lượng rô ruột bên trong, sẽ được công ty quấn đồng 100%, nhiệt độ đồng chịu tối đa là 200 độ C luôn. Đó, logo công nghiệp, bao xài công trình, bảo hành 6 tháng. Rồi mình sẽ có những gì bên trong nha. Gatte chính hãng Makuta, khóa mở chính hãng Makuta rất dày, tay cầm chính hãng Makuta. Đó, mua một máy thôi giảm 60.000 rồi, còn tặng một đống quà, đặc biệt là những lưỡi cắt gạch xịn Makita. Mình cắt độ mài mòn rất là khó luôn, hàng xịn mà, mình xài cực kỳ đã luôn. Rồi mua lẻ có bán 80.000 một lưỡi cắt gạch Makita. Lưỡi này anh nào bảo hàng nhái, vào đây bảo dắt lên công ty luôn. Chơi với công ty uống nước trà. Rồi bây giờ Bảo sẽ ghim điện cho anh chị cô chú mình xem nha. Đó, mình sẽ rút dây đai ra nè, rồi ghim thử bất kỳ một con nào thôi để máy hoạt động. Rồi máy này á là tính về độ trâu bò, mức giá tầm trung á, kiếm khó lắm nha. Chỉnh tốc nè, công tắc lớn nè, bóp nè, khóa công tắc nè, anh chị nha, quay qua đây đi. Công suất khóa công tắc, bóp một cái tương đương, khóa đè vào, chỉnh tốc nhanh chậm, mượt mà,
Rồi, máy thì thiết kế phần đầu là sơn chỉnh điện bằng kim loại nha. Bạn thì bọc đầy đủ để chống tối đa bụi bặm bay vào hư bạc đạn. Cốt là cốt một tấc. Rồi, trước giờ 650.000, bây giờ giảm còn 590.000. Một thương hiệu cũng khá có tên tuổi trên thị trường mà quà tặng quá nhiều đi. Lưỡi cắt gỗ Makita này, rồi 5 lưỡi cắt sắt HD, một lưỡi máy mài Tiger một tấc, và cuối cùng là mình chọn 102 lưỡi cắt gạch, cắt đá bê tông này, đá hoa cương, tùy anh chị mình chọn màu. Rồi, quà tặng khủng khiếp chưa? Rồi, lâu lâu mới có một chương trình tốt đến từ hãng Makuta. Cây này á, về làm công trình không làm anh chị cô chú mình thất vọng đâu. Mài ép tì đè, phải nói cực kỳ là chịu nhiệt luôn nha. Rất trâu. Máy thì nhiều anh chị cô chú mình hỏi á, xài lâu có nóng không? Đương nhiên sẽ có nóng, nhưng mà trong tầm tay mình cho phép cầm được, không hề bỏng tay nha. Còn không có con máy nào trên đời này mà chạy liên tục không nóng cả, trừ khi là không chạy thôi. Rồi bây giờ bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay. Anh chị nào thích một thương hiệu làm công trình gia đình khỏi nói rồi, bền chắc chắn, thì liên hệ cho Bảo qua 3 số hotline trên màn hình. Rồi Bảo xin kết thúc về mẫu máy mài Makuta đang có chương trình tốt tối ngày hôm nay tại đây.